What's up? Xin chào 500 anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Boss Gear. Ngày hôm nay mình sẽ cùng 500 anh em đi review và tập hợp một con bàn phím cơ mới nhất của hãng RK. Mình dự là đây là một trong những con bàn phím cơ thì nó sẽ làm thay đổi luôn cả cái giá mặt bằng chung của những con bàn phím cơ với cái size layout 75 như thế này. Đây là con R75 của RK, RZ Cloud. Ok, để hôm nay xem thử con này có cái gì đặc biệt nha. Let's go! Rồi về cái cách đóng hộp thì con này nó đóng hộp khá là phá cách so với lại những cái con bạn tiền nhiệm thì nó sẽ có màu sắc tươi mới hơn. Đó, khung sắt màu hồng, màu xanh nhìn khá là bắt mắt. Với con này thì mình về khá là ít cho nên là mình cũng sợ không biết là có nên review không. Vì review thì chắc chắn là sẽ không có hàng để mà bán luôn. Ở phía bên trong thì chúng ta vẫn cơ bản thì vẫn là một chiếc bàn phím được bọc trong túi. Và đây, RK cũng rất là hào phóng khi nó vẫn tặng cho chúng ta một cái cover bằng nhựa. Bàn phím đây, tí nữa mình sẽ quay lại với bàn phím sau. Ở trong hộp thì chúng ta sẽ có kèm theo một cuốn sách hướng dẫn sử dụng. Và cuốn sách này thì hiện tại mình thấy nó chỉ toàn là tiếng Trung Quốc thôi, không có tiếng Anh. Thì có lẽ đây là cái phiên bản nội địa cho nên là chúng ta phải mò thôi. Ok, kèm theo thì chúng ta sẽ có thêm hai cái keycap tặng kèm, một cái sợi dây cáp tai C, và dây cáp này thì cũng bằng nhựa thôi, khá là đơn giản, không có gì đặc biệt. Và cuối cùng là một cái nhổ keycap kim nhổ switch luôn. Rồi, hết rồi, khá là đơn giản. Ok, quay trở lại với em bàn phím của chúng ta, em RKR75. Thì như các bạn thấy đây thì nó sẽ là layout 75 với cái núm ở phía bên trên cùng đây. Và như các bạn thấy đập vào mắt mình chính là cái núm này. Cái núm này nó có thiết kế cực kỳ đẹp luôn, kiểu CNC bằng kim loại. Mà cái màu của nó làm lên cũng rất là đẹp nữa. Ở giữa thì nó sẽ là một cái tấm nhựa màu trắng nhìn rất là nổi bật. Nó sẽ trùng màu với lại những cái nút keycap ở phía trên này. Hiện tại phiên bản mình đang cầm trên tay đây là phiên bản màu tím phối với lại màu xanh nhìn rất là đẹp. Và với cái layout 75 này thì như các bạn thấy khá là nhiều thì nó sẽ có vẫn có cái cụm mũi tên, một số nút ở đây. Tuy nhiên thì con này nó sẽ không làm tắt rời cụm mũi tên ra mà nó sẽ làm liền vào trong cái nút shift này luôn. Chính vì vậy và nó sẽ bỏ đi mất nút control ở phía bên tay phải này, mà thay vào đó nó chỉ có một nút control ở phía bên tay trái thôi. Đây thì nó sẽ làm cho cái bàn phím nó sẽ nhỏ gọn hơn. Tuy nhiên thì nó cũng sẽ là một bất lợi nếu mà bạn nào hay sử dụng cần chốn bên tay phải. Với cái layout này thì chúng ta vẫn sẽ có hàng ép và có hàng ép thứ 13. Thay vào đây thì sẽ là nút delete thì chúng ta cũng có thể thay được bằng cái keycap ở trong kia. Hoặc là chúng ta có thể macro được, em này có phần mềm mà. Về cái vỏ bên ngoài thì chúng ta thấy là con này nó thiết kế khá là lạ khi mà cái lớp phía bên trên thì nó sẽ được tách ra. Ở bên top cây thì nó sẽ có hai lớp, đó là lớp màu trắng và lớp màu xanh ở phía dưới. Lớp màu trắng thì nó sẽ làm được nổi lên giống như là những con bàn phím kim loại vậy, nhìn khá là đẹp. Về cái lớp màu của con này thì mình đánh giá khá là cao khi mà nó cho cái màu pastel nhìn rất là hài hòa luôn. Đó, phía dưới này thì ta sẽ có một cái logo, cái này thì mình thấy nó cũng không được hợp lý cho lắm. Phía dưới thì chúng ta lại thấy phần bottom của nó thì sẽ là màu trắng tinh. Đó, chúng ta vẫn sẽ có những cái chân cao su để chống chân trượt, một cái lẫy để nâng hạ độ cao và cũng có hai nấc luôn. Ở đây chúng ta sẽ có một cái logo của nhà sản xuất và con logo này thì nó sẽ được làm theo cái kiểu kim loại nhìn rất là sang chảnh. Ở phía bên trên thì chúng ta sẽ thấy là nó sẽ có cổng Type-C, có một công tắc và nó sẽ là công tắc chuyển giữa 3 chế độ dùng dây Bluetooth và 2.4G, một cái khay để chúng ta có thể cất cái 2.4G trong này. Có một cái mà con này rất là ngon ở chỗ đó là cái bộ keycap. Bộ keycap của con này sẽ được làm bằng chất liệu PPT luôn nhé. Và sẽ là double shot dày dặn như thế này. Rất là ngon luôn. Mà cái ký tự in ở trên này mình kiểm tra thì cũng rất là chỉnh chu và ok nhé. Để mình thử một số nút cho các bạn xem. Thực sự là mình cực kỳ ưng cái bộ keycap của con này luôn á. Đây, ví dụ như những cái dàn alpha nhé. Đây là nút O này. Đấy chưa, các bạn thấy không? Nó làm cực kỳ nét luôn. Và những cái ký tự alpha của con này thì nó lại làm to, ký tự to chứ không có phải là dạng ký tự nhỏ nhỏ như những cái dàn
dùng mót như này, shift hay enter thì nó làm chữ nhỏ. Đây mình thử cho một cái bạn xem shift hoặc enter nha, những cái mà nó có chữ phức tạp một xíu. Đó, các bạn thấy không? Chất lượng in keycap của nó phải cực kỳ tốt luôn. Không hề lệch, chữ rất là sắc nét và lại là chuẩn Cherry còn PPT double shot nữa, quá ngon luôn. Rồi ok, tiện thì mình sẽ mở luôn cái switch cho các bạn xem. Switch của con này thì là switch của thằng RK luôn, nhưng mà phiên bản của nó sẽ là hơi lạ một xíu, phiên bản kiểu dạng custom thì nó sẽ được pre-loop và cũng là dạng linear, gõ rất là đanh, nghe khá là, và khi cảm giác mình gõ thì nó cũng cực kỳ là mượt, không có sạn luôn, không có tiếng ping. Nói chung với cái switch như thế này thì cũng rất là tốt rồi. Đồng thời là con switch này vẫn hỗ trợ 5 chân luôn. Đây. Với cái switch 5 chân thì chúng ta sẽ có cái cảm giác chắc chắn hơn và khi cắm vào mặt thì nó sẽ không ít bị rung lắc hơn là switch 3 chân. Ok, về cái mặt của nó thì như các bạn thấy đây, nó sẽ có lớp một lót switch pad bằng PE luôn. Với cái PE này thì các bạn sẽ cho cảm giác nó nổ hơn nhiều so với dòng bình thường. Về cái setup thì nó cũng đã sẽ được cân chỉnh vào lúc rồi. Nó giống như những con RK R87 vậy, nó đã được cân chỉnh rất là tốt luôn. Tí nữa mình sẽ sao test cho các bạn coi. Và đặc biệt là con này vẫn sẽ có hỗ trợ lót foam PCB và lót foam đáy luôn. Đó, chúng ta không cần phải móc mic gì thêm nữa đâu. Em này thì chúng ta vẫn sẽ được trang bị một cái hệ thống đèn LED RGB 16,8 triệu màu. Thì để đổi chế độ LED thì chúng ta vẫn giữ nút FN cộng với lại nút dấu gạch ngang ở đây. Đó, cái này thì cũng đơn giản thôi. Nó có rất là nhiều chế độ và LED cũng rất là sáng. Mặc dù là đèn ở đây mình đang để khá là nhiều, tuy nhiên thì chúng ta vẫn có thể lấy được các cái chế độ đèn LED của em này. Có một cái đặc biệt của em này nữa, đó là nó dùng hệ thống gasket mount. Và cái hệ thống này thì mình thấy nó có flex cut luôn cả cái PCB, từng nút một luôn, từng switch một. Cho nên là có cái cảm giác gõ nó sẽ đồng đều hơn nhiều so với lại những cái bàn phím gasket mount khác. Tức là PCB của nó sẽ khoan lỗ từng switch một ở dưới phía dưới PCB luôn. Đó, và đồng thời là cái gasket mount của con này cũng khá là nhún, nhún hơn nhiều so với những cái con cùng mặt bằng. Đây này, mình thử cho các bạn xem này. Đó, cái độ nhún của nó cũng khá là ok. Bây giờ mình sẽ show một số các cái chế độ LED cho anh em xem nhé. Như các bạn thấy thì về cơ bản những cái chế độ đèn LED của em này cũng khá là ngon rồi. Và chúng ta vẫn sẽ có phần mềm để mà tùy chỉnh custom cũng như là có những cái chế độ đèn LED đặc biệt như là LED cháy theo nhạc. Thì cái đó mình phải cài phần mềm thì mới có nhá. Ok, bây giờ mình sang cái phần quan trọng nhất, đó là sao test để cho anh em xem cái độ bá đạo của con này ở chỗ nào. Rồi, các bạn cảm thấy như thế nào? Theo mình thì nó quả thực là một cú sốc quá là lớn. Với một cái con tầm giá chỉ khoảng tầm lăn quanh 1 triệu mà nó đã được preview như thế này thì quả thực là quá kinh khủng khiếp. Mình không nghĩ được là những cái stat nó lại quá ngon như thế này.
nó gần giống như con đàn anh là R87 vậy. Tuy nhiên thì nó sẽ là một con có layout 75 thời thượng đó, đồng thời là keycap cũng đẹp hơn đó, và nó sẽ có nhiều màu sắc hơn nữa. Tuy nhiên thì cái phiên bản này đang rất là giới hạn và chỉ có bán nội địa tại Trung Quốc thôi, và cho nên là mình cũng chỉ lấy được có vài cái về cho anh em xem thử thôi, chứ còn thực ra nếu mà muốn mua thì rất là khó nha. Tuy nhiên thì con này vẫn sẽ có một số cái nhược điểm, ví dụ như là cái cây của nó thì cũng không được chắc chắn lắm, vẫn có thể bạn xoắn được. À, có lẽ là do con này sử dụng plate PC. Ngoài những cái điểm yếu như thế thì chúng ta sẽ nhận được những cái thứ mà có lẽ tầm 1 triệu chúng ta sẽ không kiếm được ở đâu ra. Thứ nhất đó là cái hệ thống đèn LED RGB, kèm theo đó thì sẽ là hỗ trợ cho chúng ta 3 móc kết nối. Đồng thời mặt sẽ là mặt hot swap 5 chân đã được lót foam đầy đủ, cả switch luôn, cả switch pad luôn. Và chúng ta đặc biệt là sẽ được trang bị những cái bộ strap cực kỳ ngon đã được mót sẵn từ nhà sản xuất, kèm theo đó là cái bộ keycap cũng đỉnh nữa. Theo mình nghĩ thì đây là một trong những món hời mà tầm giá 1 triệu. Không biết là trong thời gian tới là nó có sẽ tăng giá không, nhưng hiện tại thì mình thấy con này quả thực là vô đối. Ok, các em nghĩ sao về em bàn phím này? Nếu mà anh em có ý kiến gì thì cứ để lại comment ở phía dưới phần bình luận nhé. Còn nếu mà anh em thấy hay thì anh nhớ like, share và ủng hộ kênh Bot Gear nhé. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Bye bye!